Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình CMC TV. Thưa quý vị, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, nuôi dạy con cái là hình ảnh gắn bó với người phụ nữ khi xưa. Và ngày nay, người phụ nữ không chỉ đảm việc nhà mà còn rất giỏi việc nước. Ở CMC cũng vậy, những bóng hồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển cũng như tạo dấu ấn đậm nét trong quá trình xây dựng CMC ngày càng vững bước. Và trong chương trình CMC TV số phát sóng tháng 10, chúng tôi dành nhiều thời lượng để gặp gỡ và trò chuyện với những bóng hồng của CMC. Nhưng trước hết, hãy cùng Phương Hiền điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. CMC sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng số Digital Hub quy mô 1 tỷ đô la Mỹ. Trong tiểu mục C-Tech, hãy cùng lắng nghe anh Nguyễn Tiến Đồng, nhóm AI thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng CMC, chia sẻ về giải pháp AI chatbot. C-Life tháng này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nữ chuyên viên tư vấn giải pháp tại CMC Cyber. Người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời bạn là ai? Là câu hỏi dành cho các CMCer trong tiểu mục C-Show. Tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, anh Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ, CMC mong muốn Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ số Digital Hub khu vực châu Á-Thái Bình Dương APAC và sẵn sàng đầu tư hạ tầng số Digital Hub quy mô 1 tỷ đô la Mỹ. Anh Nguyễn Trung Chính đề xuất Chính phủ giao cho các tập đoàn hoàn doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước các dự án về phát triển hạ tầng công nghệ số. Nếu được Chính phủ chấp thuận và cho phép, CMC sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng số Digital Hub quy mô 1 tỷ đô la Mỹ. CMC đã sẵn sàng xây dựng và triển khai dự án hạ tầng số với sự ủng hộ của Chính phủ. Theo người đứng đầu CMC, công nghệ và chuyển đổi số sẽ là xu thế trong thời gian hậu đại dịch. Những công ty tập đoàn công nghệ có thể tận dụng cơ hội này để phát triển mạnh mẽ trong điều kiện bình thường mới. Giữa tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm trực tuyến Thế giới số ITU 2021 với chủ đề Cùng nhau xây dựng thế giới số. Tại triển lãm, Tập đoàn Công nghệ CMC đã giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ thế mạnh ở các mảng điện toán đám mây, chuyển đổi số, bảo mật, công nghệ nghiên cứu và ứng dụng. Các sản phẩm dịch vụ mà CMC trưng bày khẳng định vị thế công ty giải pháp số toàn cầu, trong đó có nhóm giải pháp công nghệ điện toán đám mây Cloud của CMC Telecom với những ứng dụng công nghệ đám mây hàng đầu Việt Nam đã đạt giải thưởng của tạp chí IBM. Về mảng giải pháp an ninh an toàn thông tin, CMC Cyber Security trưng bày các giải pháp, dịch vụ bảo mật, giải pháp phòng chống mã độc, dịch vụ an toàn thông tin cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng năng lực công nghệ thông tin đứng thứ 2 tại Việt Nam, CMC cũng mang tới ITU Virtual Digital World 2021, nhóm sản phẩm chuyển đổi số của CMC Technology and Solution. Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC CIST trưng bày hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tương tác, triển lãm diễn ra đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Những thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác của CMC diễn ra trong tháng 10 sẽ được cập nhật trong cụm tin ngay sau đây. CMC đã tham dự tuần lễ công nghệ thông tin Nhật Bản mùa thu Japan IT Week Autumn 2021 trong 3 ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2021 tại trung tâm hội nghị Makuhari Messe. Đây là triển lãm công nghệ thông tin hàng đầu của Nhật Bản, được kỳ vọng sẽ quy tụ hơn 900 công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tham gia giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và thu hút hơn 55.000 khách tham quan. Thông qua triển lãm này, CMC cam kết đầu tư lâu dài, tập trung các nguồn lực về con người, công nghệ, vận dụng kinh nghiệm và quy trình để cung cấp các dịch vụ chuẩn Nhật, đóng góp vào sự phát triển của các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn. Với năng lực sáng tạo không ngừng, chủ động thích ứng chuyển đổi số mạnh mẽ, phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, CMC là một trong số ít các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021 và xuất sắc góp mặt trong danh sách top 100 thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021. Giải thưởng do Thời báo Kinh tế Việt Nam VN Economy trao tặng trong khuôn khổ lễ công bố và vinh danh Giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam 2021. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, thị trường chatbot đang ở giai đoạn sôi nổi với hàng loạt các nền tảng tạo bot ra đời và nổi bật trong số đó là nền tảng tạo lập CMC AI Chatbot do Viện Nghiên cứu ứng dụng CMC, Viện SIT phát triển. AI Chatbot là giải pháp hoàn thiện nhất trong hệ sinh thái AI của Viện SIT. Và để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và hoàn thiện giải pháp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Tiến Đồng, nhóm AI thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng CMC. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cảm ơn Tiến Đồng đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin anh cho biết giải pháp AI Chatbot có những tính năng nổi bật nào? Giải pháp CMC AI Chatbot là một sản phẩm quan trọng của nhóm. Tính năng nổi bật có thể gói gọn trong thứ nhất là chính là lõi xử lý ngôn ngữ tự nhiên đạt kết quả cao và cạnh tranh trên thị trường, giúp có thể hiểu được cái câu nói của người dùng một cách chính xác nhất.
thứ hai đó chính là chúng tôi phát triển một con chatbot mới, vượt qua các con chatbot truyền thống là không cần xây dựng kịch bản, bằng cách kết hợp với hệ quản trị tri thức, giúp có thể là xây dựng từ cái dữ liệu có sẵn của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian cũng như là mang lại cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều cho phía doanh nghiệp khi xây dựng chatbot. Từ đâu mà các kỹ sư của CIST có ý tưởng cho ra đời giải pháp này? Về ý tưởng thì đầu tiên là từ ý chí của lãnh đạo. Lãnh đạo luôn luôn tạo điều kiện và cổ vũ chúng tôi phát triển con chatbot, một cái sản phẩm mà không thể thiếu trong thời đại 4.0 này. Và phải đạt được cái yêu cầu là nó phải tốt hơn các đối thủ trên thị trường, nó phải là mang tính chất công nghệ mới. Và chúng tôi đã phát triển con chatbot này kết hợp với hệ tri thức, là một công nghệ, một nền tảng hoàn toàn mới, giúp tạo thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Quá trình biến ý tưởng thành giải pháp diễn ra như thế nào ạ? Quá trình xây dựng cái sản phẩm này thì thực sự là phát triển từ con số 0. Chính vì vậy, để có cái version đầu tiên thì nhóm kỹ sư chúng tôi mất 1 năm để có những phiên bản đầu tiên có giao diện, có nền tảng để có thể giúp khách hàng phát triển được một con chatbot hoàn chỉnh. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cấp cái nền tảng của mình, vì sự phát triển của công nghệ luôn luôn không dừng lại mà. Đấy, thì có khoảng 3 tháng đến 6 tháng chúng tôi sẽ có một cái version phát triển nhỏ hơn cho cái sản phẩm này. Xin anh cho biết các kỹ sư CIST đã đưa sản phẩm vào thực tế như thế nào? Hiện tại thì giải pháp AI chatbot chúng tôi đã ứng dụng rộng rãi trong nội bộ, và với các doanh nghiệp, công ty bên ngoài thì chúng tôi đã ứng dụng để phát triển, như là công ty truyền tải điện hay là tổng cục thuế. Con chatbot của chúng tôi thì phục vụ không chỉ là chăm sóc khách hàng mà còn là cho các hoạt động phát triển nội bộ, giúp các nhân viên có thể được truy cập các thông tin nội bộ từ kho dữ liệu khổng lồ mà ngày càng lớn của các doanh nghiệp hiện nay. Thời gian tới giải pháp AI chatbot sẽ tiếp tục được cập nhật như thế nào? Về thời gian tới thì chúng tôi cũng có cái đề ra kế hoạch rất là chi tiết cho cái sản phẩm này. Với mỗi một tính năng sẽ mất khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Sẽ có những tính năng để phục vụ khách hàng xây dựng chatbot một cách hoàn thiện nhất, đơn giản nhất, nhưng vẫn mang lại kết quả tốt để giúp trải nghiệm khách hàng cuối là càng ngày hoàn hảo hơn. Cảm ơn anh đã tham gia buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dù ở khối nào của CMC, những bóng hồng đều mang dấu ấn đậm nét, nổi bật bởi sự đam mê, tâm huyết của mình. Công việc của tôi thì liên quan nhiều đến các cái tiêu chuẩn quy định và cải tiến thay đổi mà bắt mọi người phải tuân thủ theo. Vì thế thì khi mà là nữ giới thì tôi có thể dễ dàng khéo léo truyền đạt được cái mong muốn của mình đến cho mọi người, và từ đó thì cũng có thể dễ dàng nhận được cái sự đồng tình và ủng hộ của mọi người, thì nó cũng giúp công việc của tôi diễn ra suôn sẻ hơn. Trong nhóm của em thì phần lớn là các bạn nam, vì thế đôi khi nó có hơi nhiều sự khô cứng ở trong đấy. Và em nghĩ là sự tinh tế, cẩn thận, khéo léo của một người con gái, phụ nữ thì có thể giúp mọi người trao đổi, giao tiếp tốt hơn ở một số cái khía cạnh ở đấy, và công việc có thể trở nên thuận lợi hơn. Dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các bóng hồng của CMC vẫn cho thấy những nỗ lực mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân cũng như vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống. Không chỉ tìm niềm vui trong công việc của chính mình mà còn truyền cảm hứng, mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Quan điểm hạnh phúc của tôi thì cũng rất là đơn giản. Chỉ là sau mỗi giờ làm việc căng thẳng thì tôi được trở về với gia đình nhỏ thân yêu của mình. Quan điểm của hạnh phúc có thể thay đổi theo từng giai đoạn, thời gian. Thì trong cái mùa dịch này thì đối với em thì quan điểm của hạnh phúc trong quá trình làm việc đó là mọi người còn có thể được gặp nhau ở công ty, được đến công ty làm việc với nhau và được an toàn trong mùa dịch. Đó chỉ là một số trong rất nhiều những người phụ nữ mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Những đóng góp của các bóng hồng CMC đôi khi thầm lặng nhưng lại mang lại thành công không hề nhỏ, giúp CMC phát triển một cách mạnh mẽ. Và hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với một người phụ nữ trẻ với khát khao xây dựng thương hiệu CMC trong tiểu mục Sinh Life ngay sau đây. Hầu hết mọi người khi nghe đến hình ảnh vị trí tư vấn viên giải pháp đều có một định kiến khô khan, lạnh lùng, tẻ nhạt. Tuy nhiên, những điểm này không thể cảm nhận được ở chị Phan Thúy, trưởng nhóm tư vấn giải pháp của CMC Cyber. Phan Thúy là một người vui vẻ, lạc quan và luôn nở nụ cười ấm áp. Ngay lần đầu gặp mặt, mọi người đã có thể cảm nhận được sự chân thành, nhiệt tình của chị. Đồng hành cùng Cyber 2 năm rồi dừng lại để hoàn thành khóa học thạc sĩ tại Hàn Quốc của mình. Sau khi về Việt Nam, Phan Thúy vẫn quyết tâm trở lại, cống hiến cho sự phát triển của CMC.
Cùng với các đồng đội ở Cyber, chị đã dựa vào sức trẻ, chăm chỉ và đam mê để thực hiện được những dự án thành công. Yêu quý Cyber ở cái môi trường làm việc cũng như là con người ở Cyber thì rất là thân thiện. Đấy, thì khi mà mình làm việc ở Cyber thì mình cảm thấy là mình được là chính mình cũng được thoải mái, được thể hiện là con người mình. Thời điểm mà tôi trở về từ Hàn Quốc thì là cũng là thời điểm mà dịch Covid bắt đầu bùng ra ở Việt Nam á. Cho nên là thời điểm đấy thì mình đã quyết định là ở lại Việt Nam. Và cũng trùng hợp là ban lãnh đạo của Cyber đã liên hệ lại với mình và có mời lại làm việc. Thì thời điểm đấy thì tôi đã quyết định là sẽ tiếp tục cống hiến cho Cyber. Theo Thúy, thử thách lớn nhất với chị ở thời điểm hiện tại là không chỉ tư vấn giải pháp theo đúng mong muốn của khách hàng, còn phải tạo dựng thương hiệu riêng cho CMC Cyber. Trong quá trình vượt qua thử thách đó, Phan Thúy cho rằng phụ nữ khi là nhân viên tư vấn sẽ có những lợi thế nhất định. Khách hàng họ sẽ có những cái cảm xúc đầu tiên đấy là khi mà nhìn một người phụ nữ thì họ sẽ nhìn thấy được những cái sự cảm thông ấy. Khi mà nói chuyện với khách hàng thì họ sẽ cảm thấy được thấu hiểu hơn. Trải qua một cái quá trình làm tư vấn cũng như là hướng dẫn đội ngũ thực hiện ấy, để có thể tư vấn được bất cứ giải pháp hay là một hướng đi mới cho khách hàng, đầu tiên là phải hiểu khách hàng. Hiểu khách hàng, hiểu hiện trạng và hiểu những khó khăn mà họ đang gặp phải và hiểu được những cái yếu tố gì là ưu tiên nhất mà khách hàng lựa chọn ở tại thời điểm đấy, để có thể chạm được đến những cái điểm mà khách hàng cảm thấy khó khăn nhất, cảm thấy đau nhất ở những cái điểm như thế. Thì mình sẽ tập trung vào tư vấn những cái vấn đề liên quan đến những thứ tự ưu tiên là cao nhất và những vấn đề là cốt lõi nhất. Phan Thúy hay những người phụ nữ thành công là luôn nhìn nhận thất bại chỉ mang tính tạm thời. Họ không ngừng cho bản thân thêm cơ hội đột phá và tiến tới. Cứ nỗ lực thêm chút nữa, thử thách chính mình để rồi nhận ra rằng mình có thể vượt qua thử thách. Muốn xã hội và mọi người xung quanh nhìn nhận mình theo cách khác, mỗi người phụ nữ phải có niềm tin vào bản thân mình. Người phụ nữ đặc biệt không chỉ là người có vị thế ở trong xã hội, mà Phương Hiền tin chắc rằng với mỗi người CMC, chúng ta đều có một người phụ nữ đặc biệt của riêng mình. Tôi nghĩ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình là mẹ của tôi. Tôi nghĩ là cả mẹ lẫn vợ. Đang là mẹ. Mẹ, vợ và con gái. Tôi và mẹ đã có rất nhiều những kỷ niệm với nhau. Mẹ thì đóng vai trò hỗ trợ rất là nhiều trong từ khi bé đến ngay cả bây giờ. Còn vợ thì thực ra là một cái người đứng luôn đứng đằng sau tôi để support cũng như là hỗ trợ làm sao để tôi có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ ở ngoài. Mẹ mình thì không chỉ sinh ra mình thôi, xong mình nuôi nấng, xong lại còn dạy nữa. Vì đấy là mục tiêu phấn đấu của cuộc sống này. Con yêu mẹ nhiều lắm, mà mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt. Cảm ơn mẹ và vợ rất là nhiều thôi. Thực ra là cái lời cảm ơn nó không thể hiện hết, nó sẽ bằng hành động và quan tâm, cũng như là luôn luôn mong muốn là mọi người luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Mẹ là ngày càng vui vẻ, hạnh phúc và chăm lo cho bố. Dành những lời chúc tốt đẹp nhất của tất cả các lời chúc khác dành cho những người phụ nữ đặc biệt. Và để khép lại chương trình CMC TV số phát sóng tháng 10 này, Phương Hiền xin được trích dẫn câu nói của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, bà Michelle Obama dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ CMC. Không có giới hạn nào dành cho phụ nữ, chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ và trở thành bất kỳ ai chúng ta mong ước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của CMC TV.